đợi nhất trong chương trình thi đấu. Chương trình thi đấu đêm nay, trận thi đấu các họa sĩ ở hạng cân trên 90 kg, và chúng ta cùng chào đón họa sĩ đến từ câu lạc bộ Quy Nhơn Kiến Thiết sẽ xuất hiện ở góc đai đó. Đang tiến vào giả đài là giả sĩ Nguyễn Văn Hào đến từ câu lạc bộ Quy Nhơn Kiến Thiết, thành phố Quy Nhơn. Em bắt đầu tập luyện võ thuật năm 2018 khi câu lạc bộ Quy Nhơn Kiến Thiết thành lập. Được các huấn luyện viên tại câu lạc bộ hướng dẫn tận tình, kết hợp với sự cố gắng từng ngày, ngay lập tức em đã đạt được nhiều kết quả cao tại các giải đấu. Thành tích nổi bật là huy chương vàng giải trẻ võ cổ truyền năm 2020, huy chương vàng giải trẻ kiếm hồng riêng năm 2020. Thắng thua trong sự nghiệp là 19/23, trong đó có 6 trận thắng nắp ào đối thủ. Và võ sĩ của đối thủ của em, võ sĩ ở đơn vị võ đường Lê Văn Tú, tỉnh Bình Phước sẽ xuất hiện ở góc đài sân. Đang tiến vào giả đài là giả sĩ Tạ Minh Hiếu đến từ võ đường Lê Văn Tú, đơn vị tỉnh Bình Phước. Em bắt đầu các bằng võ thuật khi mới 12 tuổi tại võ đường Lê Văn Tú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điểm mạnh của võ sĩ này là những pha ra đòn tay cực kỳ uy lực và hiệu quả. Thành tích nổi bật là huy chương bạc giải quốc vô địch võ cổ truyền năm 2019, huy chương vàng giải vô địch võ cổ truyền tỉnh Bình Phước các năm 2019-2020. Thắng thua trong sự nghiệp là 21/27, trong đó có 5 trận thắng nắp ao đối thủ. Và trọng tài điều khiển trận đấu này, trọng tài đài Trần Đình Đôn, trọng tài cấp quốc gia. Xin mời tổ giám định. Giám định 1 Phạm Thị Lanh, giám định 2 Nguyễn Thanh Rũ, giám định 3 Nguyễn Trần Cánh. Trọng tài điều khiển trận đấu là trọng tài Trần Đình Đô, trọng tài cấp quốc gia. Trọng tài đài kiểm tra không an toàn cá nhân cho võ sĩ góc đài xanh, võ sĩ Tạ Minh Hiếu đến từ võ đường Lê Văn Tú, tỉnh Bình Phước. Hai võ sĩ vào giữa. Chạm cái đâu rất uy lực ngay từ những giây phút đầu tiên sự diễn tăng thương cho một tràng pháo tay. Quý vị theo dõi thì tổ chức xin đưa vào thông tin của các võ sĩ. Võ sĩ bên góc đài đỏ là Nguyễn Văn Hàm, câu lạc bộ Quy Nhơn Kiến Thiết, thì em cả số cân nặng là 78 kg. Trong đó võ sĩ Tạ Minh Hiếu đến từ võ đường Lê Văn Tú, tỉnh Bình Phước, cả số cân nặng là 90 kg. Đây thách đấu của hai võ sĩ. Hai võ sĩ này từng là những nhà vô địch ở hạng cân lớn, và chúng ta thấy được khác với sự mạnh mẽ của Tạ Minh Hiếu thì Văn Hào chọn cho mình một lối đánh nhanh nhẹn, di chuyển kết hợp với những đòn tấn công ở cự ly xa. Trong khi đó thì Tạ Minh Hiếu tiếp tục sử dụng những đòn tấn công uy lực, thể hiện sức mạnh của mình. Mỗi võ sĩ có một phong thái thi đấu khác nhau, đang làm cho võ đài tình hình và đại đình khách hay thì gây cấn. Xin giải tán lên đầu võ đài. Sự tự tin thể hiện trên gương mặt của hai võ sĩ, đặc biệt là Văn Hào. Mặc dù đối thủ của mình rất to, vắt mạnh căng hơn mình, nhưng mà Văn Hào đã thể hiện được bản lực của mình, cho đến giờ phút này cũng đã tung ra được những đòn tấn công, những cách chớ đòn rất mạnh mẽ của đối thủ. Mình hiểu vẫn như thường là vẫn tiếp tục bám sát người ly và tung ra những đòn tấn công tay rất trung mạnh.
và chết giống này là ả xin. Tiếp tục. Dứt hiệp thi đấu thứ nhất. Thứ hai, chuẩn bị. Đâu? Sự lý đồ rất nhanh. Một pha ăn miếng trả miếng của các hai bác sĩ. Ra giữa. Đâu? Dương, ra giữa. Đâu? Tinh thần thi đấu rất quá cảm, đã cống hiến hết sức mình cho đêm võ đài Bình Định. Xin quý vị khán giả tán thưởng hai võ sĩ một tràng pháo tay.
Căn phà đánh dồn dập ở cự ly gần. Dứt hiệp thi đấu thứ hai. Miếng trà miếng rất uy lực. Các bác sĩ đang cố gắng tìm những lối sơ hở của đối phương, sau đó tung những đòn quyết định. Nhượng. Chúng ta nhìn thấy được hai võ sĩ sự không chung bước, vẫn tiếp tục tìm kiếm những sơ hở. Dứt hiệp thi đấu thứ ba, chủ nhiệm tán thưởng cho một tràng pháo tay. Yeah.
cứ đưa cái gì các bạn yếu tố thì rõ ràng giống anh Hào cao bắt có chút bắt lệnh. Tuy nhiên trong võ thuật thì rất là nhiều điều thú vị, việc thi đấu với các võ sĩ ở hạng cân lớn hơn dựa vào chiến thuật cũng như là kỹ thuật, các võ sĩ sẽ đưa ra những đấu pháp chiến thuật hợp lý. Đặc biệt là chúng ta thấy được rằng thi đấu vừa qua trong khi thì Tạ Minh Hiếu với chiến thuật áp sát với những đòn tay uy lực, thì Văn Hào vẫn thuộc di chuyển và thực hiện các đòn đánh ở cửa ly xa. Và chúng ta cùng chờ xem với hai tức nhau chiến thuật nào sẽ hiệu quả hơn. Kính thưa quý vị, với tỷ số 3-0, chiến thắng đã thuộc về võ sĩ bên góc đài. Đó, chúc mừng võ sĩ. Xin chúc mừng đoàn phụ huynh nhân kiến thiết. Và trân trọng kính mời ông Trương Đông Hải, nguyên giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định lên trao hoa và kỷ niệm chương cho các võ sĩ. Kính thưa quý vị, trận đấu này cũng là trận đấu cuối cùng của chương trình đêm vở đài Bình Định tối nay. Và ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị khán giả ngày mai đúng vào lúc 19:45 cũng tại vở đài này sẽ diễn ra các trận đấu của chương trình lượt 2. Trân trọng kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem.